Cứ xuống được mà thao nào chưa? Mày nhìn thấy gì không? Được 30 em kéo này rất là nặng. Không thiết gì? Cái này nặng nhất luôn. Thấy không? Kéo đổ lên chuột lên. Rất là nặng, đây coi thử gì không? Khủng khiếp quá. Tên bò. Tên nào? 4 kg rưỡi mà rất là nặng. Bó tay. Đó. Đây là vòng tập thể dục nè. Không biết tập nhiêu nữa vô đây toàn thấy quỵ tim nữa chưa. Mình vô đây mình chạy tập ké hay bao lâu không? Buổi tối làm về thì bạn nào muốn giữ tinh thần sảng khoái thì vô phòng này. Nhăn nhó hết trơn. Thank you.
Cái ngồi trừ xuống từ từ, 5 phút là còn nửa tô. Cái 10 phút xong nó nói 2 phần 3 tô. Mồ hôi nghỉ lấy tô lấy. Lấy ly nước liền liền lên mặt, nó nói mồ hôi. Mấy trăm cơ rồi? 200. Mới chạy cái 200 bấm lên tới cả ngàn luôn. Hết sức rồi. Bấm chạy tới cả ngàn cơ, bữa nay mới có 200 cơ rồi, ngồi thằng hết sức. Nhiều mỡ quá. Tập con tí thở kỳ 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 giống như dịch hết nước. Bình thường. Hả? Nổi nó chạy mình kiếm 100 không có cung đi chạy tới cung đi kiếm thứ 2 đâu hả? Mình có 5 mấy mà mình đi mình xuống cái chung mình không.
đi tập mình đi vô mình quay phim. Mình thấy nó vô, nó tập xong ở đầu nó vô trong, nó lại vô mấy cái bình nước, nó xịt 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 mặt nó, ôi chảy mồ hôi vậy đi về. Nó tập đi, nó ra bộ chạy vô, nó xịt xịt tàu nó chạy về, nó nói với Vũ là tập nhiều quá đổ mồ hôi đi về. Bó tay luôn. Chạy về chạy với Vũ là tập nhiều.